Sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng thuộc Sở Du lịch tổ chức chương trình trải nghiệm du lịch Đà Nẵng trên không gian số, giới thiệu phiên bản nâng cấp một chạm đến Đà Nẵng trên công nghệ VR360 và vũ trụ ảo Metaverse, đồng thời triển khai truyền thông du lịch Đà Nẵng trên kênh truyền hình và các nền tảng du lịch thương mại điện tử. Theo đó, năm 2022, với mục tiêu số hóa điểm đến, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai truyền thông theo 3 nhóm hoạt động chính, gồm nâng cấp bổ sung giai đoạn 2, công nghệ thực tế ảo VR360, các điểm tham quan, tăng cường hiệu quả truyền thông du lịch Đà Nẵng, gia tăng tiện ích dành cho du khách trên nền tảng du lịch thương mại điện tử và thông qua các chương trình kết cầu trải nghiệm. Bên cạnh đó, với dự án một chạm đến Đà Nẵng, sau một năm triển khai giai đoạn 1, đã có hơn 18.000 lượt trải nghiệm. Năm 2022, phiên bản nâng cấp là một sự tích hợp hoàn hảo giữa công nghệ VR360 và không gian vũ trụ ảo Metaverse, với độ chính xác như ngoài đời thực, tiếp cận khách hàng trên toàn cầu. Tại chương trình, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với công ty cổ phần công nghệ Biverse, công ty trách nhiệm hữu hạn Kakaday Việt Nam và công ty cổ phần tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam VTV Cáp nhằm triển khai chương trình truyền thông, kết cầu du lịch, quảng bá du lịch Đà Nẵng đến thị trường nội địa và quốc tế giai đoạn từ năm 2022-2024.